Bình đẳng giới là điều cơ bản của xã hội công bằng và dân chủ. Tại cuộc họp thứ 1383 của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu diễn ra vào thứ Năm 21 tháng 7, Tòa Thánh nhắc lại cam kết đối thoại và tham gia hiệu quả của Tòa Thánh nhằm thúc đẩy sự bình đẳng giới thực sự, vì đây là khía cạnh cơ bản của xã hội công bằng và dân chủ. Trong cuộc họp, bà Helga Schmidt, Tổng thư ký của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, đã trình bày báo cáo thường niên về tiến độ thực hiện kế hoạch hành động của tổ chức về thăng tiến bình đẳng giới. Đại diện Tòa Thánh, Đức ông Cassas tuyên bố, Tòa Thánh xác tín rằng phụ nữ cần được đề cao giá trị vì tất cả những khả năng của họ xuất phát từ thiên tài nữ giới. Đây là điều cần thiết cho xã hội. Để bảo đảm điều này, Ngài chỉ ra rằng bước đầu tiên hướng tới bảo đảm bình đẳng giới là nhận ra tầm quan trọng của sự tham gia và dấn thân của phụ nữ trong tất cả các khía cạnh của đời sống công cộng, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Ngài nhấn mạnh rằng trong thực tế, vai trò của phụ nữ trong việc ngăn ngừa và giải quyết xung đột đã được chứng minh. Vì vậy, Tòa Thánh mong phụ nữ có cơ hội tham gia nhiều hơn trong việc ngăn chặn chiến tranh, hòa giải, phục hồi, tái thiết xã hội sau chiến tranh và tránh tái phát xung đột vũ trang. Đại diện Tòa Thánh tiếp tục ghi nhận một số thành công chính của tổ chức trong việc thúc đẩy bình đẳng giới trong năm 2021, nhưng cũng đồng ý với tổ chức về một số thách đố phía trước trong vấn đề này. Đặc biệt, Ngài hoan nghênh các cơ cấu điều hành của tổ chức nhằm ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ nữ, bảo đảm một nơi làm việc an toàn cho họ, bảo đảm cơ hội bình đẳng cho phụ nữ tham gia vào đời sống chính trị và công cộng, đồng thời giúp họ hoàn thành trách nhiệm gia đình và công việc.